Việt Nam ra dấu hiệu muốn xoa dịu hướng tiếp cận với Trung Quốc về vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Động thái này làm các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang lo lắng bỗng trở nên phấn khởi vì sự dịu giọng của Hà Nội, với dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang dần dần tách xa khỏi Washington. Truyền thông nhà nước Việt Nam và Trung Quốc cho biết Hà Nội và Bắc Kinh đã ra một thông cáo chung hôm 14 tháng 1 đề nghị đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn về Biển Đông. Hai bên sẽ tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn để tránh phương hại tới vị thế chính trị của mỗi nước. Việc Việt Nam hợp tác với Trung Quốc có thể loại bỏ một đối thủ gai góc nhất trong chính sách bành trướng của Bắc Kinh trên vùng biển này. Các quốc gia khác cũng tranh chấp chủ quyền thường giữ im lặng trước các cuộc phô diễn sức mạnh quân sự của Bắc Kinh hoặc khi Trung Quốc đắp đất xây đảo nhân tạo trên các vùng biển đang tranh chấp. Ông Frederick Burke, sáng lập viên của công ty luật đa quốc gia Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng mối quan hệ Việt-Trung thân thiện cũng sẽ giúp bảo vệ các tuyến hàng hải đưa hàng xuất khẩu từ châu Á đến các thị trường ở phương Tây và giúp cho ngành đánh bắt cá an toàn hơn, là nghề nuôi sống hàng triệu ngư dân. Việt Nam thường được mô tả như là một trong các đối thủ quyết liệt nhất chống chính sách bành trướng của Trung Quốc. Việt Nam trước đây đòi Trung Quốc trả lại các đảo ở quần đảo Trường Sa và đã lên án Bắc Kinh chiếm đảo Hoàng Sa.